Trọng Nghĩa trân trọng kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đến với chương trình của Vcow Television, cũng được phát ở trên Facebook cũng như là trên YouTube của Hoa hậu Hành lễ Official và trên Facebook cũng như là YouTube của Vcow TV. Thưa quý vị, trong chương trình điểm tin trong ngày hôm nay, trong ngày thứ sáu 15 tây tháng 3 2024 cũng nhằm ngày mùng 6 của tháng 2 đủ năm Giáp Thìn, Trọng Nghĩa xin gửi đến quý vị một số tin tức được cập nhật liên quan đến Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên trong chương trình điểm tin trong ngày hôm nay của phần trình bày của Trọng Nghĩa cho biết là Thượng viện Hoa Kỳ không bỏ phiếu nhanh về dự luật đối với TikTok vừa được Hạ viện thông qua. Một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ muốn Thượng viện dành thời gian để cân nhắc xem là có quyết định ủng hộ cho dự luật về TikTok vừa được Hạ viện thông qua hay không. Dự luật này buộc công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc phải thoái vốn khỏi ứng dụng TikTok trong vòng 6 tháng. Nếu không thì sẽ phải đối mặt với một lệnh cấm, theo hãng thông tấn Reuters đưa tin. Hôm 13 tháng 3, Hạ viện đã bỏ phiếu 352 phiếu thuận, 65 phiếu chống, chỉ có 8 ngày sau khi dự luật này được đưa ra. Hiện có sự ủng hộ rộng rãi tại Thượng viện cho việc cần phải hành động nhằm để có thể giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia từ các ứng dụng nước ngoài như là TikTok, nhưng chưa có sự cùng đồng ý về cái giải pháp phù hợp. Bà Maria Cantwell là chủ tịch của Ủy ban Thương mại Thượng viện nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng Reuters rằng bà muốn dự luật giải quyết những lo ngại rộng rãi về các ứng dụng nước ngoài, một vấn đề sẽ bị mắc tại tòa án, và không có chắc dự luật này của Hạ viện có đi đủ xa hay là không. Bà Cantwell nói, có lẽ trong một tuần lễ nữa, chúng tôi sẽ có ý tưởng tốt hơn về những gì mà chúng tôi nghĩ về các lựa chọn. Bà Cantwell cũng nói thêm là bà đã nghĩ đến việc tổ chức các phiên điều trần. Thượng nghị sĩ Ron Wyden là một đảng viên của đảng Dân Chủ, hàng đầu về các vấn đề công nghệ, cho biết là ông vẫn đang xem xét dự luật của Hạ viện và có những cái lo ngại sâu sắc về bất cứ ứng dụng nào cho phép chính phủ Trung Quốc có thể truy cập vào dữ liệu riêng tư của người Mỹ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz là đảng viên của đảng Cộng Hòa, hàng đầu trong Ủy ban Thương mại, nói với trang Bloomberg News rằng dự luật nên được mở cho một quy trình sửa đổi đầy đủ và điều này có thể trì hoãn đáng kể bất cứ hành động nào. Lãnh đạo của khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer nói rằng chỉ có Thượng viện mới có thể xem xét dự luật này và không đã đưa ra cái mốc thời gian hành động. Ông Suzy Chu là giám đốc điều hành của TikTok hôm 14 tháng 3 có mặt tại Quốc hội Hoa Kỳ trong cái ngày họp mặt tại, thưa quý vị, ngày họp thứ hai với các thượng nghị sĩ. Ông nói trong một video được đăng vào hôm 13 tháng 3 trên TikTok đã thu hút được hơn 25 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy có một ngày, rằng dự luật này nếu được ký thành luật sẽ dẫn đến lệnh cấm TikTok ở tại Hoa Kỳ và những người sáng tạo cũng như là doanh nghiệp nhỏ sẽ bị mất đi hàng tỷ đô la. Nó sẽ khiến cho 300.000 việc làm của người Mỹ sẽ gặp nhiều rủi ro, thưa quý vị. Tiếp theo đây là một bản tin cũng liên quan đến Hoa Kỳ, cho biết là lãi suất thế chấp vẫn ở 7%, nhưng mà người mua lần đầu không có ngại. Tin đánh đi từ Orange County, California. Số đơn xin vay thế chấp mua nhà ở tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh nhờ các hoạt động của những người mua nhà lần đầu, tức là first time buyers, đã gia tăng, mặc dù lãi suất vẫn ở mức trên 7%. Theo cái trang gọi là Market Watch, thì chỉ số tổng hợp thị trường tổng thể là thước đo khối lượng đơn xin vay thế chấp đã tăng trong tuần lễ trước, theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, gọi tắt là MBA. Chỉ số thị trường đã tăng 9.7% lên 188.2 điểm trong tuần lễ kết thúc vào ngày 1 tháng 3 so với một tuần lễ trước. Còn vào một năm trước đó, chỉ số này đứng ở mức 201.5 điểm. Chỉ số mua hàng dùng để đo lường số đơn đăng ký thế chấp để mua nhà đã tăng 10.6% so với một tuần lễ trước đó. Nhu cầu thế chấp có lãi suất được điều chỉnh cũng tăng 12.5% so với một tuần trước. Mặc dù lãi suất vẫn còn ở mức cao, nhưng những người mua nhà lần đầu vẫn hoạt động tích cực. Bằng chứng là các khoản cho vay mua nhà của cơ quan quản lý nhà ở tại liên bang đã tăng 13.5%. Chỉ số tái cấp vốn cũng đã tăng 8.1%.
Lãi suất hợp đồng trung bình cho khoản thế chấp 30 năm đối với những căn nhà được bán với giá từ 766.550 Mỹ Kim trở xuống là 7.02% trong tuần lễ kết thúc vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Mức lãi suất này giảm so với 7.04% của tuần lễ trước. Lãi suất cho các khoản vay lớn hoặc là khoản thế chấp 30 năm đối với những căn nhà đã được bán với giá trên 76.550 Mỹ Kim là 7.21%, đã tăng từ 7.2% của tuần lễ trước. Lãi suất trung bình cho khoản thế chấp 30 năm được Sở Quản lý Nhà ở Liên bang, tức là FHA, hỗ trợ đã không thay đổi ở mức 6.86%. Lãi suất cho khoản vay có kỳ hạn 15 năm giảm xuống 6.66%, tức là 6.7% so với tuần lễ trước. Lãi suất thế chấp có lãi suất điều chỉnh đã tăng lên 6.38% so với 6.33% của tuần lễ trước. Lãi suất thế chấp trên 7%, nhưng một số người mua nhà lần đầu không hề chần chừ vì họ cố gắng mua nhà trước mùa xuân. Điều đó chủ yếu được thúc đẩy bởi vì mong muốn đóng cửa giao dịch trước khi cạnh tranh nóng lên vào cuối năm, khi mà giá dự trù sẽ giảm. Với cái sự gia tăng số lượng niêm yết nhà rao bán như vậy, người mua có thể cảm thấy có thêm động lực để mà mua ngay bây giờ khi số lượng nhà tồn kho đang giảm bớt. Redfin cho biết là niêm yết nhà mới đã tăng 13% trong cái 4 tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 2, là mức tăng lớn nhất trong gần 3 năm. Ông Mike Frantantoni là phó chủ tịch cấp cao kiêm kinh tế gia trưởng của MBA xác định và nhận xét như sau. Đáng chú ý hơn cả, khối lượng mua, tức là đặc biệt với các khoản vay FHA, đã gia tăng mạnh, một lần nữa cho thấy là những người mua nhà lần đầu nhạy cảm như thế nào trước những thay đổi của lãi suất, dù cho là sự thay đổi nhỏ, tương đối nhỏ, thưa quý vị. Và trước khi mà thêm một bản tin nữa liên quan đến Hoa Kỳ, thì chương trình hôm nay, thưa quý vị, điểm tin trong ngày có phần trình bày của Trọng Nghĩa trong ngày thứ 6, 15 tây tháng 3 hôm nay, được bảo trợ bởi Hành Lê Financial Group. Mời quý vị theo dõi sau đây phần thông tin của Hành Lê Financial Group. Hành Lê xin cảm ơn quý vị đã yêu thương và ủng hộ cho OC Capital Home và Hành Lê Financial Group trên hơn 20 năm vừa qua. Trong các dịch vụ mua bán tài trợ và tái tài trợ địa ốc, cũng như những dịch vụ về khai thuế cá nhân và khai thuế cho cơ sở thương mại và những dịch vụ về life insurance. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị tại Hành Lê Financial Group. Chương trình điểm tin trong ngày hôm nay của phần trình bày của Trọng Nghĩa cũng được bảo trợ bởi Malanzy Outlet, là một nơi mà quý vị có thể tìm thấy đủ loại hàng trang trí về nội thất rất đẹp, rất sang trọng mà giá cả thì lại phải chăng. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Malenzi Outlet, một nơi mà quý vị có thể tìm thấy những sản phẩm trang trí nội thất rất đẹp, rất lạ, rất sang trọng và được bày bán với giá rất hạ. Quý vị đang tìm mua một bộ sofa, một bộ giường ngủ, một tấm nệm tốt và êm, một bộ bàn ăn cẩm thạch với những design nổi tiếng của Ý, những bộ đèn chandelier tuyệt đẹp quý phái hay một chiếc ghế massage hiện đại nhất của Nhật Bản với giá on sale. Xin mời quý vị hãy ghé qua Malenzi Outlet để xem, chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy sản phẩm mà quý vị đang cần. Malenzi Outlet tọa lạc tại 7500 Suzyland ngay góc Hoover, thành phố Westminster. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần, thứ hai đến thứ sáu, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều và thứ bảy chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Có chương trình trả góp dễ dàng và giao hàng trong ngày. Malenzi Outlet kính mời. Chương trình hôm nay thưa quý vị cũng được bảo trợ bởi Glucabet. Đây một loại sữa theo dạng bột mà dành cho những người bị bệnh tiểu đường hoặc là những người có triệu chứng bị bệnh tiền tiểu đường. Mời quý vị theo dõi sau đây phần thông tin của Glucabet. Glucabet, sữa dạng bột, hỗ trợ cho việc giảm tiểu đường và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, có những chức năng và công dụng như sau: ổn định đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm tê chân, tê tay, tiểu đêm, mờ mắt, giảm mỡ máu, mỡ gan, cải thiện sức khỏe tim mạch, tốt cho trí não và tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, kiểm soát lượng đường, giúp ăn ngon ngủ ngon và giảm cân. FDA Registered, được Bộ Y tế cấp phép GMP. Glucabet đang được bày bán tại Lê Hạnh Queen Home Shopping. Mua càng nhiều, tiết kiệm càng nhiều, kèm theo các quà tặng giá trị. Đang có chương trình uống thử cho người bị tiểu đường với giá đặc biệt. Xin gọi 714-290-1755, 714-290-1755 hoặc 949-682-6868, 949-682-6868. Quý vị muốn làm đại lý sẽ được quảng cáo free trên VCOW TV và VCOW Radio tại hai miền Nam và Bắc California. Xin gọi cho tổng đại lý của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 714-290-1755, 714-290-1755 hoặc 949-682-6868, 949-682-6868. Thưa quý vị, văn phòng của luật sư Từ Huy Hoàng với câu châm ngôn The Law is on your side cũng nhận bảo trợ cho chương trình Điểm tin trong ngày hôm nay qua phần trình bày của Trọng Nghĩa. Mời quý vị theo dõi sau đây phần thông tin của văn phòng luật sư Từ Huy Hoàng. Cần tìm luật sư uy tín, đừng lo, có chúng tôi. Tại văn phòng luật sư Từ Huy Hoàng, chúng tôi lúc nào cũng tranh đấu đảm bảo quyền lợi cho quý vị. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, luật sư Hoàng đã xây dựng được uy tín và thành công trong việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Chuyên môn của luật sư Hoàng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tai nạn cá nhân mà còn rộng rãi trong việc giúp đỡ các vấn đề liên quan đến di trú. Với sự am hiểu sâu sắc về luật di trú, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn đáng tin cậy và giúp đỡ cho các nhu cầu di trú của bạn. Đừng nghe lời chúng tôi, hãy lắng nghe những gì khách hàng đã hài lòng và chia sẻ. The law is on your side. Đồng nghĩa cũng xin được phép nhắc nhở quý vị nhớ subscribe vào YouTube và Facebook của Hoa hậu Hạnh Lê Official và YouTube cũng như là Facebook của VCOW TV để xem các chương trình Home Shopping Live trên YouTube cũng như trên Facebook và các chương trình thưa quý vị Điểm tin trong ngày do Trọng Nghĩa trình bày mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức liên quan đến Hoa Kỳ trong chương trình Điểm tin trong ngày hôm nay trong ngày thứ sáu 15 tháng 3 của năm 2024. Đê cát chắn sóng nửa triệu đô la trôi ra biển trong 72 giờ đồng hồ. Nhóm chủ sở hữu bất động sản ở ven biển đã chi nửa triệu Mỹ Kim xây cồn cát để chắn sóng, nhưng công trình đã bị nước biển cuốn trôi sau 72 giờ đồng hồ. Bức tường chắn sóng biển và thủy triều dâng nhằm bảo vệ các ngôi nhà nằm ở ven biển ở tại Salisbury thuộc tiểu bang Massachusetts, thị trấn ven biển cách Boston khoảng 56 km về phía bắc, được hoàn thành hồi tuần lễ trước. Tường làm từ 15.000 tấn cát với chi phí 500.000 Mỹ Kim nhưng đã bị cuốn trôi chỉ trong 72 tiếng đồng hồ. Tổ chức tình nguyện phụ trách dự án cùng cát công dân ven biển Salisbury vì sự biến đổi gọi tắt là SBCC ngày 11 tháng 3 đã tuyên bố rằng hệ thống bảo vệ đắt tiền bị phá hủy, nhưng cùng cát đã hy sinh về nhiệm vụ và sẽ có nhiều tài sản bị phá hủy nếu không có công trình. Do đại dương trên thế giới đang ấm hơn, nước biển dâng cao vì vấn đề giãn nở nhiệt, thời tiết bắt đầu cực đoan hơn và thúc đẩy tình trạng xói mòn ở bờ biển. Chúng tôi đã hứng chịu 3 cơn bão, 2 cơn vào hồi tháng giêng và 1 cơn vừa qua với cái mức thủy triều dâng cao nhất. Đây là lời của ông Rick Rigoli, là người giám sát dự án đã cho hay.
Theo nhà khí tượng học Jonathan Bales, thì Salisbury nằm gần Đại Tây Dương cho nên cái lượng hơi ẩm ở tại khu vực rất là lớn. Vị trí địa lý ở tại vĩ độ phía Bắc khiến cho nơi đây bị ảnh hưởng bởi cái dòng tia, tức là cái luồng gió thổi nhanh trong các dòng hẹp ở khí quyển mạnh cả năm. Thị trấn cũng đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề ngập lụt ven biển do các cơn bão ở Đại Tây Dương đẩy nước vào bờ. Các chủ nhà tại Salisbury đã đề nghị chính quyền tiểu bang hỗ trợ cho họ. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, Bruce Thorne, đang cố gắng xin ngân sách để có thể bổ sung cát cho khu vực này. Thorne cũng lưu ý là Massachusetts không cho phép xây tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép. Chúng tôi đang quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhiều lợi ích, ông cho biết như trên. Và bản tin sau cùng, thưa quý vị, liên quan đến vấn đề nghệ thuật âm nhạc ở tại Los Angeles, Hollywood. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez hủy 7 đêm lưu diễn mà không nói rõ lý do. Tin đánh đi từ Hollywood, California. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez sẽ không trình diễn tại 7 thành phố trong chuyến lưu diễn của cô, mà đã không nói ra lý do, làm cho nhiều khán giả đang thắc mắc và rất là bất mãn. Theo Yahoo Entertainment, chuyến lưu diễn có tên là This Is Me, Now The Tour là lần đầu tiên cô Lopez lưu diễn trong 5 năm. Trang web bán vé Ticketmaster cho biết buổi trình diễn tại 7 thành phố là Nashville ở Tennessee, New Orleans ở Louisiana, Raleigh ở tại North Carolina, Atlanta ở tại Georgia, Houston ở bên Texas, cũng như là Cleveland, Ohio và Tampa ở Florida. Với lý do là nhà tổ chức hủy sự kiện, khán giả sẽ được hoàn tiền vé lại mà không cần phải làm gì hết. Đến thứ Năm, 14 tháng 3, nữ ca sĩ Jennifer Lopez vẫn chưa nói rõ lý do và nhiều cơ quan truyền thông đã liên lạc với gọi là cái đại diện của cô, cũng như là các trang web bán vé như là Ticketmaster và Live Nation để mà tìm hiểu lý do, nhưng mà chưa có câu trả lời. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất mãn vì buổi trình diễn tại thành phố của họ mà không có lý do gì hết. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez công bố chuyến lưu diễn này trong tháng 2 vừa qua để ăn mừng cái album mới của cô, đó là This Is Me Now, phát hành vào giữa tháng 2 vừa qua. Cô còn nói đây có thể là album cuối cùng trong sự nghiệp của cô và cô hoàn toàn vui với việc giải nghệ. Album này thể hiện những gì mà tôi muốn nói về tình yêu và tình yêu thật sự tồn tại trong thế giới này, cũng như có nhiều thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Xin đừng bỏ cuộc vì thứ quan trọng nhất trên thế giới này là tình yêu. Cô đã nói như vậy trong album mới của cô. Chuyến lưu diễn sắp tới không chỉ có 16 ca khúc trong album mới, mà còn có những bài hát vô cùng thành công trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Jennifer Lopez như là On The Floor, Let's Get Loud và Jenny From The Block. Chuyến lưu diễn It's My Party vào năm 2019 của cô Jennifer Lopez vô cùng thành công vì đã bán hết vé tại mọi điểm dừng khắp Hoa Kỳ. Vì vậy, điều mà cô Lopez cancel cái show của cô, thưa quý vị, đã làm khán giả rất là thắc mắc về việc cô hủy buổi trình diễn tại 7 thành phố một lúc vào năm nay, trong khi mọi người rất đang chờ đợi cái show này của cô, có thể là cái show mà sau đó cô sẽ giải nghệ. Vâng, và đó là một số tin tức liên quan đến Hoa Kỳ trong Nghĩa và Gỡn, quý vị, trong chương trình Điểm Tin trong ngày hôm nay, trong ngày thứ 6, 15 tháng 3 của năm 2024, cũng như ngày mùng 6 của tháng 2 đủ năm Giáp Thìn. Trong Nghĩa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị thời gian còn lại trong buổi chiều thứ 6 hôm nay thật là bình an, nhiều niềm vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nhiều may mắn đến với quý vị nha quý vị. Vâng, và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn yêu thương các chương trình của VCOW TV cũng như VCOW Radio. Và quý vị nhớ subscribe một lần nữa vào YouTube và Facebook của Hoa Hậu Lê Official và YouTube và Facebook của VCOW TV. Trọng Nghĩa xin trân trọng, kính chào quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình Điểm Tin trong ngày lần tới, trong tuần tới vào ngày thứ 2. Xin cảm ơn quý vị.